Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh Lư Trung Hỏa, ngày Đinh Mão tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Lư Trung Hỏa, kỷ tuổi Tân Dậu, Quý Dậu ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, thành mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Sinh Khí tốt mọi việc, sao Âm Đức tốt mọi việc, sao Phổ Hộ tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nhân Cách xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao Phi Ma Sát kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Huyền Vũ kỵ về an táng, sao Sát Chủ xấu mọi việc, sao Lộ Ban Sát kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt, ngày 19 tháng 5 năm 2021, tức là ngày mùng 8 tháng 4 năm Tân Sửu này, ngày này là ngày Sát Chủ, và theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, các bạn không nên tiến hành làm những công việc trọng đại trong ngày. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này dẫn đến với bạn tuổi Tý đang có những chuyện lục đục trong gia đình. Con cái không chịu nghe lời của cha mẹ khiến cho cha mẹ không khỏi phiền lòng. Và trong lúc nóng nảy, thiếu sự kiểm soát cảm xúc, hai bên đều có thể làm tổn thương tới nhau nữa. Và với bà tuổi Tý á, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải tìm cách giải quyết hợp lý cho những mâu thuẫn đó, đặc biệt là nên tìm cách diễn đạt khéo léo để không khiến cho người nghe cảm thấy tổn thương, giữ lại hạnh phúc cho gia đình. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Tý nên lắng nghe ý kiến của những người đã có kinh nghiệm.
Đừng có tự cho rằng mình lúc nào cũng đúng và bạn phải biết ai cũng có những nhược điểm và ai cũng có thể mắc phải sai lầm bạn tuổi Tý nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, gia đạo bất ổn, có nhiều chuyện lục đục. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, con cái và cha mẹ không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có thể gây tổn thương cho người đối diện vì thiếu đi sự kiềm chế. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên tìm cách giải quyết hợp tình hợp lý cho những mâu thuẫn trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, học cách lắng nghe ý kiến của những người có kinh nghiệm. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có điềm báo trải qua một ngày gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đầu óc không được nhẹ nhõm cho lắm. Có nhiều vấn đề nảy sinh bất chợt, công việc của bạn bị dồn ứ, khiến cho tinh thần của bạn bị ức chế, không giữ được bình tĩnh nữa. Và với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải tập trung tìm xem vấn đề nằm ở đâu thay vì nổi nóng dẫn đến đánh mất đi lý trí. Có như vậy, bạn mới có thể giảm bớt được những rắc rối có thể xảy ra, đồng thời không cho kẻ tiểu nhân có cơ hội để phá hoại công việc mà mình đang làm. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, báo hiệu cho bạn về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu xuất hiện những khoảng trống khó có thể lấp đầy được. Cả hai cùng bận rộn với bao nhiêu công việc hàng ngày, không đủ thời gian dành cho nhau cũng như là tâm trí để quan tâm, chăm sóc cho nhau. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đầu óc căng thẳng vì công việc gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tinh thần bị ức chế, khó giữ được bình tĩnh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tập trung tìm ra vấn đề rắc rối nằm ở đâu thay vì nổi nóng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bình tĩnh giải quyết những vấn đề sẽ giảm bớt những rắc rối, tránh được tiểu nhân phá hoại. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ về tình cảm xuất hiện những khoảng trống khó có thể lấp đầy. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Dần tương hội. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần gặp được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhờ bạn đang gặp được vận quý nhân trợ giúp cho bạn. Và hôm nay bạn tuổi Dần có thể sẽ giành được nhiều cơ hội vừa vượng về nhân duyên khi đối với những bạn đang còn độc thân, được người giới thiệu cho bạn gặp gỡ đối tượng, tăng thêm tình duyên cho mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cảnh báo cho bạn tuổi Dần đang có nguy cơ có thể xảy đến trong công việc của bạn tuổi Dần ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dần, dường như đã quá đắm chìm trong tình yêu mà quên lãng đi những mục tiêu mà bạn đã đặt ra phải tranh thủ để giải quyết. Thiếu đi sự tập trung mà lơ đãng vào những mối quan tâm khác có thể sẽ làm cho bạn mắc phải sai lầm khá lớn trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Dần cần phải chú ý tới các bệnh về gân cốt, ngồi quá lâu một chỗ, ít vận động khiến cho cơ thể của bạn trở nên chậm chạp, trì trệ và mệt mỏi.
Bạn cần phải cố gắng rèn luyện cơ thể của mình thường xuyên hơn để tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe cho mình. Phải tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có được vận quý nhân giúp đỡ trong chuyện tình cảm, gặp được nhiều vui vẻ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa đối với những bạn đang còn độc thân được giới thiệu cho một đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Thủy công việc có thể xảy ra nguy cơ trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc cần phải để tâm tới những mục tiêu đã lên kế hoạch và giải quyết từ từ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim chú ý rèn luyện cơ thể thường xuyên để tránh mắc phải những bệnh về gân cốt. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cho nên cái vận trình của bạn trong ngày hôm nay mang đến cho bạn đang có được những tin mừng về tiền bạc. Và ngày này, bản mệnh tuổi Mão sẽ có được nhiều cơ hội may mắn để kiếm tiền hơn hẳn. So với những con giáp khác, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về túi. Đặc biệt đó là cái nguồn tài lộc của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay cực kỳ là vượng. Đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận tăng lên gấp bội phần, hàng hóa tươi tấp ra vào. Và bạn tuổi Mão làm ăn theo cách riêng của mình, khéo léo mà hiệu quả rất chi là lắm. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, nhất là đối với những ai có tiền sử về bệnh gan. Bạn cần phải có một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp cho bạn giảm áp lực lên gan của bạn thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện tốt hơn. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tình hình về tài chính được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có được cơ may kiếm tiền thuận lợi, tài lộc ùn ùn đổ về túi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có được nhiều cơ hội cơ may về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc đạt được nhiều lợi nhuận cao nhờ biết cách kinh doanh khôn ngoan. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim chú ý tới các chế độ ăn uống để giữ cho gan khỏe mạnh hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại, và đây là nguyên nhân có thể dẫn đến sự nóng vội, thiếu đi sự kiên nhẫn của bạn trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi Thìn, đừng có để cho những lời nói bộc phát, thiếu suy nghĩ của mình mà làm tổn thương người khác. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bà tuổi Thìn đang có được những quyết định khôn ngoan nhờ sự nhạy bén của bản thân. Có những người không tin vào việc linh tính mách bảo, nhưng riêng với bạn tuổi Thìn thì khác, và lần này bạn đã đúng khi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này sẽ ảnh hưởng phần nào tới chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Hai bạn càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề hơn, nhưng không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu và không ai chịu nhường nhịn ai, chỉ muốn giữ cái tôi của mình mà thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ gặp rắc rối vì sự nóng vội
và thiếu đi sự kiên nhẫn, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, gây tổn thương cho người khác bởi những lời nói trong lúc thiếu suy nghĩ của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, đưa ra quyết định khôn ngoan nhờ trực giác nhạy bén. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm gặp nhiều trục trặc do cái tôi của mọi người quá lớn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, đôi lứa dễ dàng khắc khẩu nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tỵ đang có được báo hiệu trải qua một ngày con đường tài lộc của bạn được khởi sắc rõ rệt, thu nhập với bạn trong ngày hôm nay được vững vàng và ổn định, giúp cho bạn tuổi Tỵ thoải mái trong việc làm những điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên với bạn tuổi Tỵ, đừng có vì vừa có thêm chút tiền đã vội mua sắm, tự thưởng cho bản thân mình một cách quá đà. Tiền đến nhưng nếu không biết giữ gìn, không biết kiểm soát thì nó đi cũng rất nhanh. Và tốt nhất là bạn nên lên kế hoạch về tiết kiệm cho khoa học, sử dụng đồng tiền cho hợp lý. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tỵ với người nhà đang khá chi là hài hòa. Dù có bất đồng ý kiến xảy ra thì đôi bên cũng sẽ không cãi vã to tiếng mà bình tĩnh ngồi lại thảo luận cùng với nhau. Nhờ thế mà mọi chuyện được giải quyết một cách êm thắm. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, con đường tài lộc của bạn có được nhiều khởi sắc rõ rệt, thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, thu nhập được ổn định, không còn nỗi lo về vấn đề tài chính. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh mộc, nếu không có kế hoạch tiết kiệm hợp lý thì tiền bao nhiêu cũng sẽ hết. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, gia đạo êm ấm, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, cả nhà vẫn ngồi lại cùng bàn thảo luận. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Ngọ tương phá, và cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ muốn có được một ngày yên ổn cũng khó khăn. Hơn nữa, với một lưu ý mà bạn tuổi Ngọ cần phải chú ý là hôm nay không phù hợp cho những thổ lộ về tình yêu, bạn cần phải chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, nhờ đó mà với bạn tuổi Ngọ có thể được nhận thêm những khoản tiền ngoài dự tính, đó có thể là người thân cho hoặc là quà tặng, quà biếu. Tuy nhiên, đây không phải là tiền bạc mà bạn tự kiếm được, cho nên hãy có kế hoạch sử dụng cho cẩn thận. Và trong ngày này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang tới cho bạn có được may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ phía gia đình. Ngoài kia có bao nhiêu là sóng gió thì gia đình mãi là điểm tựa vững chãi để cho bạn thêm phần niềm tin. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, không nên thổ lộ tình yêu trong ngày này. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy có thể được nhận thêm những khoản tiền ngoài dự liệu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ
thuộc mệnh hỏa. May mắn vì dù làm gì cũng luôn có người thân ở phía sau ủng hộ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, gia đình là điểm tựa vững chãi, tiếp thêm niềm tin cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nên tranh thủ ngày này để quây quần bên gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi phù trợ, cho nên công việc của bạn rất chi là thuận lợi, con đường công danh sự nghiệp với bạn được rộng mở, làm gì cũng đạt được kết quả xuất sắc, được đánh giá rất cao cả về hiệu suất lẫn chất lượng công việc. Tuy nhiên á, trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn dù thuận lợi thì cũng không nên vì thế mà chủ quan, nhất là khi trong ngày đang có thiên quan xuất hiện. Có những lúc công việc của bạn tưởng chừng như là suôn sẻ, nhưng giữa chừng lại có kẻ xông ra phá hoại. Và với bà tuổi Mùi vốn chẳng muốn động chạm đến ai, nhưng khi có người động đến mình thì chẳng thể nào bỏ qua. Ngày này, bà tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, dự báo cho bạn đang có những mâu thuẫn trong gia đình đến từ những chuyện nhỏ nhặt, nhưng không ai chịu thôi. Bạn và người ấy nên bình tĩnh trở lại, ngồi xuống nói chuyện, trò chuyện, tâm sự với nhau để cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, con đường công danh sự nghiệp được thuận lợi, đạt được thành tích cao. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy được đánh giá cao nhờ hiệu suất và chất lượng xuất sắc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chủ quan có thể tạo ra điều kiện cho kẻ tiểu nhân phá hoại. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ gia đình nảy sinh mâu thuẫn từ nhiều chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm ra cách tháo gỡ vấn đề. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là bà tuổi Thân đang có được báo hiệu công việc của bạn đang có những dấu hiệu cải thiện khi trong ngày đang gặp được chính ấn tương trợ. Chỉ cần bạn tuổi Thân nhạy cảm hơn một chút để có thể nắm bắt mọi việc, nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan là với bạn có thể đạt được điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên ngày này với bạn tuổi Thân, bạn nên gác lại công việc sang một bên để dành thời gian cho gia đình của mình, hay đơn giản là hãy chăm sóc cho chính mình. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với một lời mời gọi nào đó vào lúc này, thì bạn hãy lên tiếng thẳng thắn để cho đối phương biết quan điểm của mình. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn, đặc biệt là những bạn đang còn độc thân, không được suôn sẻ cho lắm. Bạn cứ ngỡ người ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ngộ nhận từ phía bạn mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc được cải thiện, tiến trình được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đạt được nhiều điều mình mong muốn nhờ trực giác nhạy cảm và cái nhìn nhận vấn đề khách quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nhân ngày này nên dành thời gian cho gia đình và chăm sóc bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc nên thẳng thắn từ chối lời mời của người khác để thấy thoải mái. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm đơn phương, nhiều chuyện buồn, những chuyện ngộ nhận từ một phía.
Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới con đường tình duyên của bạn trong ngày. Và với bạn tuổi Dậu, không biết tiết chế cảm xúc của mình, chỉ muốn khăng khăng làm theo những điều mà mình muốn khiến cho đối phương trở nên rất khó chịu và tìm cách chống đối lại bạn. Thực ra, cách mà bạn tuổi Dậu muốn tỏa rõ tình cảm của mình dành cho người ấy nồng nàn, cháy bỏng đến thế nào, nhưng cách thể hiện của bạn lại không khéo léo cho lắm, tạo cảm giác áp lực cho đối phương. Cứ như vậy thì chỉ khiến cho người ta sợ hãi và tìm cách tránh xa bạn mà thôi. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, che chở cho bạn, cho nên với bạn sẽ được đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc. Tiền hết lại có và bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không cần phải đắn đo nhiều như trước nữa. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, con đường tình duyên trắc trở, cảm xúc mãnh liệt, khó tiết chế. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, khăng khăng làm theo ý mình, khiến cho đối phương vô cùng khó chịu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, cách mà bạn thể hiện tình cảm không khéo léo, tạo áp lực cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, có thể đón nhận tin vui về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, tiền hết lại có, thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành Mão Tuất nhị hợp, cái điều này có thể làm cho bạn gặp nhiều may mắn tốt lành trong ngày hôm nay. Và hôm nay khá chi là tốt trong việc hợp tác làm ăn của bản mệnh. Có thể trong ngày này đối với những bạn làm văn phòng, dân kinh doanh thì càng có được nhiều cơ hội tốt để thúc đẩy việc buôn bán, thu lợi cho mình. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, đang gặp được ngày có chính quan hỗ trợ rất nhiều cho bạn, nhờ đó mà bản mệnh cảm nhận được rõ sự may mắn của mình trong mọi việc, thậm chí trong những việc tưởng như là trở ngại với bạn, cũng đang tiềm ẩn một cơ may với bạn nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất trong ngày này, cũng đừng quá mải mê trong chuyện làm ăn để kiếm tiền, mà không dành đủ thời gian quan tâm tới gia đình của mình. Nhất là khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, bạn mệnh nên cân đối thời gian làm việc và dành thời gian cho những người thân yêu nhất của mình trong những ngày như thế này. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, vận trình được suôn sẻ, nhiều điều may mắn, tốt lành. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, ngày thích hợp cho những bạn kinh doanh, buôn bán, thúc đẩy việc buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tìm được cơ hội trong những việc tưởng như là trở ngại với mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, đừng quá mải mê làm việc, kiếm tiền mà bỏ bê gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên cân đối thời gian làm việc và dành thời gian cho gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ.
Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ, cho nên con đường tình duyên của bà tuổi Hợi nhờ thế mà có được sự khởi sắc rõ rệt. Với bà tuổi Hợi có được sự may mắn khi gia đình có được sự an yên, vợ chồng tình cảm thăng hoa, chẳng còn mâu thuẫn tranh cãi như trước nữa. Ngày này đối với những bạn đang còn độc thân thì mở rộng trái tim mình và trao đi những điều chân thành nhất. Sự chân thành chính là chìa khóa mở cửa trái tim, nhất định rồi bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình mà thôi. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Hợi lại đang gặp ngày có kiếp tài cản trở, cho nên bạn mệnh tuổi Hợi không khỏi đau đầu với các vấn đề liên quan về tiền bạc. Dường như sự mất cân bằng về tài chính khiến cho bạn không khỏi ưu tư. Bạn hãy cứ thả thư giãn và bình tĩnh tìm ra cách khắc phục. Khi bạn có được tinh thần thư thái, các vấn đề tự khắc sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, con đường tình duyên được khởi sắc rực rỡ, gia đạo an yên. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tình cảm vợ chồng được thăng hoa, chẳng còn mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, hãy cứ mở rộng trái tim và trao đi sự chân thành. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đau đầu với các vấn đề liên quan về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, lo lắng tìm cách khắc phục sự mất cân bằng về tài chính. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.